mới đi làm gặp khách khó tính kiểu. Ở đây có đồ uống gì thế? Dạ, quán em có trà, trà sữa, nước ép hoa quả và hôm nay đặc biệt là có nước mận chua. Nước mận chua là như thế nào? Dạ, nó chua ngọt ạ. Không cần ngọt. Vậy chị muốn nước ép mận nhưng mà không đường. Dạ chị ơi, chị thông cảm, quán em là ép mận từ sáng sớm và cho vào một nồi đã pha đường, chị có thể chọn nước dứa hoặc chị bỏ đường ra, có gì khó đâu, mang mận không đường ra đây. Dạ chị ơi, vì bên em đã cho hết vào một nồi đã pha đường rồi nên là đặc biệt hôm nay mới có. Thì cứ bỏ ra, trời cứ nói thẳng là không muốn làm đi. À có bánh bao chay này, có những nhân gì thế? Dạ vâng, bên em có 3 nhân như trong menu, nhân nấm và nhân đậu đỏ và nhân rau củ ạ. Một bánh nhân rau củ. Dạ vâng, một suất là 4 cái chị nhé. Thay thành nhân hoa quả vào. Dạ chị. Nhưng mà cơ. Tôi rất lười để nói lại nhá. Đã nói rõ như thế rồi. Cái quán này. Dạ không phải, không phải, chỗ em chưa bao giờ làm bánh bao nhân trạch. Ở đây có bánh mì thịt bò không? Dạ có ạ, chị muốn to hay bé ạ? To. Nhìn chị có giống người ăn nhiều vậy không, em không nhìn ra chị đang giảm cân à? Chị không thể ăn nhiều như thế được. Em không biết thật. Thế thì có nghĩa là em không có khả năng quan sát khách hàng, cũng không biết khách hàng muốn gì, em cần phải xem xét lại bản thân của mình. Vâng. Một bánh mì bò nhỏ. Vâng. Một cốc nước ép cà rốt không được. Vâng, có ngay ạ. Một gà nướng và một khoai tây chiên. Dạ chị vừa nói là chị... Vâng. Em lên ngay ạ. Câu chuyện tháng lương của tôi. Hey ship hey. Ông sếp xúc nhảy ra hồng đống Việt. Mai nhỉ. Ôi dạ, em cảm ơn anh ạ. Thế em sẽ cực kỳ hết lòng công việc luôn. Cố lên. Khi ông sếp nhầm. Giật mẹ điện thoại mà làm được đấy. Anh đang nghỉ ăn trưa mà. Nghỉ á? Hôm nay nào em? Ông vừa đập điện thoại tôi. Đang là chẳng mua cái mới, đương thiếu đếch gì. Đến ngay cho tôi cái mới. Tao sợ gì mà không mua cho mày. Bữa trưa.